Hiếu Minh Hello xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại bây giờ đang buổi đầu chiều ngày 26 tháng 10. Như vừa nãy em định quay livestream cho bác nhưng do mạng kém quá nên em sẽ quay một video để bác cùng xem. Thông báo các bác là hôm nay em về tổng cộng là 20 quả súp hầm bát 40, hàng mới tinh được sản xuất ở Trung Quốc. Súp hầm B3. Dòng này chạy từ 220 coi 100 các bác nhá. Hàng nguyên hộp đây, hộp nó đây, hộp đây. Nguyên hộp các bác này. Như vậy em rạch bao thì các bác xem trước livestream rồi em đã rạch bao ra. Và đây các bác cùng xem em mở phần nội thất đây. Với thiết kế thùng của nó ngoài là thùng bằng thùng ván ép chống nước bác nhá. Sơn trần. Ván ép chống nước sơn trần mới tinh. Thấy hành ra nhất anh với. Đây các bác cùng xem cái bề ngang của bàn ký từ nhá. B3 con này từ 220, đây cái thiết kế này 20 220 coi 100. Khoảng 100. Thì các dòng B3 nói chung thì các xương nó đều xương thẳng bác nhá. Xương thẳng này. Em nhắc cho anh ấy xem sao phần nhện thôi. Nhắc nhịn, nhắc lại, nhắc lên. Đấy các bác cùng xem phần nhện. Nhện keo, những cái sản phẩm hàng bát người đã sản xuất ở Trung Quốc ấy thì cái keo nó rất là gọn, gàng. Không bị dây hay là bị chờm ra bác nhá. Đấy, từ đây có thể nhìn thấy phần côn này. Mới tinh luôn. Dây dâu rất là to và chắc chắn. Đấy. Bên phía trong bông tiêu âm của nó là sử dụng rất nhiều bông tiêu âm các bác nhá. Màu đen đặc thù của bông B3, cái sản phẩm của B3 thì là bông màu đen. Nhưng đối sản phẩm bằng xịn thì nó bông màu lông chuột cơ. Còn đây là bông nó bông loại 1 thì nó bông màu cũng màu đen nhưng màu cũng phải là màu lông chuột các bác ạ. Và một cái dây dây dẫn nó rất là to và chắc chắn, có tráng thiết các bác nhá. Đấy. Tốt. Đối dòng này thì trước khi em quay video này thì em cũng đã nghe qua. Thì đối dòng này cho tiếng bát rất là sâu và uy lực các bác nhé. Phần màng nó đây. Phần màng nó sử dụng đây là gân lụa tẩm dầu 3 lớp. Màng này phàng màng trúng lớp các bác nhé. Nó rất dính lắm bác ơi. Đấy. Đấy. Mới tinh nó dính này. Màng nó cũng dính luôn nên chứ không phải nó đến gân luôn. Đấy. Dính đi. Đấy. Màng bóng trúng lớp các bác nhé. Bát 40 với mức giá thì đại Hiếu Minh để mức giá rất là tốt đối với mỗi súp này, mức giá chỉ là 4.200.000 đồng, cái giá có thể nói ra cực kỳ tốt, hàng mới tinh, được bên Hiếu Minh bảo hành đến 1 năm, chống rè cho các bác. Và để test chất âm đối với dòng súp này thì em sẽ test với một cục đẩy Yamaha XP7000S, một dòng đẩy có thể nói là với mức giá không có đối thủ trong tầm tiền. Vì đối dòng cờ này cho công suất rất là khỏe, ra đạt đến đạt gần 800W một kênh, nhưng mỗi kênh là gần 800W một kênh. Và thiết kế mặt đằng trước màu đen rất là khỏe khoắn. Và mức giá hiện tại Hiếu Minh đang khuyến mãi với mức giá đối với dòng đẩy này là 3.800.000 đồng, một dòng đẩy công suất gia đình cực kỳ hợp lý. Ở đây là em đấu một kênh ra một chiếc súp luôn bác nhá. Đấy bác cùng xem này. Đối quả súp này thì công suất của quả súp này là 600W một quả bác nhá. Đối đó quả đến bên Inchila mà vậy. Đây bát thì rất sướng. Tín hiệu vào nó hai đường tín hiệu vào. Ở em đấu ở đây. Đồng chỉ một đường ra thôi. Em tiếp một đường tín hiệu vào. Với các chế độ ở đây em vẫn để chế độ Ste các nhá. Ste là đánh hai kênh. Đấy, các bác nhìn nhá. Và bây giờ em sẽ test chất âm để các bác cùng nghe với mẫu súp này. Bây giờ em sẽ test đây là để lấy qua con lâm để cắt cốt nhá. Bật lên giúp anh chưa? Đây, bây giờ em sẽ test luôn. Đừng quay. Rồi đấy. Chưa rồi, ok, bây giờ sẽ bật lên. Tín hiệu vào lưng, và đối với dòng lưng CB này, mức giá Hiếu Minh đang để ra cũng rất là tốt. Với thiết kế hai đèn nháy rất là đẹp. Để mình thì sử dụng 50% công lực, 60% cho bốc bốc. Đánh như bom luôn. Thank you.
như vừa rồi các bác cùng nghe một đoạn em test đối với dòng súp này. Thì đối với một quả súp 40 này thì các bác có thể chơi được với không gian phòng là khoảng 35 đến 40 mét vuông là hợp lý. Đấy. Và thiết kế của cái quả súp này nó rất là gọn bác nhá. Rất là gọn. Cái hình vuông nó nhỏ gọn và cái độ thẩm mỹ nó rất là cao. Nên các bác để có để được trong một cái góc nhà, góc đỉnh ở bên bốn chân, nó sử dụng với bốn chân đế các nhá. Để cho nó chống gì? Chống ẩm. Chống ẩm móc lên, tuy là thùng là thùng chống nước, thùng ván ép chống nước nhưng nó vẫn thiết kế bốn chân đế để các bác có thể để kê cách mạch đất vào vài phân để cho nó đỡ bị ẩm, mốc bẩn. Đấy. Và số lượng em về là được 20 quả súp hơi 40. Súp hơi 40 sẽ rất là hợp cho các bác xây gia đình. Vì bên kênh em kênh chuyên nhập rất nhiều dòng súp, nhưng đa số là các súp 50. Súp 40 em về một lần nào về cháy hàng thì lần này em về nhập được tổng cộng 20 chiếc. Thì các bác còn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua hai số điện thoại hotline đây nhá, là 0919182233 hoặc 0869997229, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là cơ sở 1364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2184 Nguyễn Thuận Long Biên Hà Nội. Cũng như có nhu cầu trả góp thì liên hệ trực tiếp bên em, trả góp từ xa thì phải có thẻ tín dụng tiêu dùng, trả góp tại cửa hàng thì mang theo chứng minh thư sổ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe. Và một video xin kết thúc tại đây và cảm ơn các bác đã xem cũng như ủng hộ video của mình. Thì đối mẫu đời này một đời cực kỳ chất lượng với mức giá là 3.800.000 đồng, một mẫu đời lý tưởng, rất là khỏe, có thể đánh được tối đa được 2 cặp bát 30 thông thường. Hoặc như vừa rồi em đấu đấy, một kênh đánh quả súp hơi 40 nha, đối với con này thì nó đánh được một cặp full 40 hoặc một cặp súp 40 đơn. Đấy. Và mức giá rất là dễ thở cho bác, có thể nói một cái giá rất là cạnh tranh trên trường hiện tại và được bảo hành dài. Đối mẫu đẩy em bảo hành đến 1 năm bác nhá.